Xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên máy móc Minh Trí tiếp tục giới thiệu cho anh em một trong những cái dòng sản phẩm mới của thương hiệu Ecomica của Ý, là dòng sản phẩm Ecomica Enge Cleaner, dung dịch rửa khoang và động cơ. Thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm tẩy rửa động cơ được đánh giá là tốt nhất ở trên thị trường hiện nay. Tại sao là như vậy? Bởi vì là dòng sản phẩm này đến từ công nghệ thương hiệu của Ecomica của Ý. Sản phẩm thì tẩy sạch dầu mỡ và bụi bẩn, an toàn cho bề mặt tiếp xúc. Anh em có nhìn rõ không ạ? Không chứa cái gì? Phosphate à? Đây. Sản phẩm tạo ra bọt và tính năng loại bỏ 95% bụi bẩn và chất tĩnh điện trên khoang động cơ xe trong điều kiện sử dụng thông thường, không ảnh hưởng đến sơn xe và các bề mặt mạ chrome. Sản phẩm này thì vừa mới ra thị trường thôi. Sản phẩm thì pha tỷ lệ là 1:1.5, tức là 1 lít dung dịch này chúng ta có thể là pha tỷ lệ là 1 lít này và 5 lít nước, hoặc là 1 lít này hoặc đến 1 đến 10 lít nước. Nhưng mà cá nhân tôi đánh giá thì nên sử dụng với tỷ lệ thấp nhất để đạt cái hiệu quả tốt nhất. Sản phẩm thì có can 1 lít, can 5 lít và can 22 lít. Để tôi xem giá của thương hiệu Ecomica họ đưa ra thị trường Việt Nam là bao nhiêu nào. Fix thẳng giá luôn anh em. Giờ là cứ phải xem giá trực tiếp. Để tôi xem nào. Đây. Giá của thương hiệu Ecomica họ đưa ra ở thị trường Việt Nam là can 1 lít là 165.000, chưa bao ship. Can 5 lít là 720.000. Và can 22 lít là 2.700.000. Lưu ý là cái bảng giá này là bảng giá chưa bao ship và giá bán tại cửa hàng anh em nhé. Có can 1 lít, can 5 lít và can 22 lít cho tất cả anh em. Thì cái khoang, cái dung dịch mà tẩy rửa động cơ này rất thích hợp cho những anh em nào chúng ta chuyên dọn xe. Đấy, sản phẩm này thì tẩy được cả dầu mỡ, bụi bẩn và an toàn cho bề mặt tiếp xúc. Thì ở bên máy móc Minh Trí có những cái dòng dung dịch tẩy rửa của Việt Nam, có những cái dòng dung dịch tẩy rửa của Thái Lan, nhưng mà cái dòng dung dịch tẩy rửa của Ý này thì nó đạt hiệu quả rất là tốt và anh em chúng ta nên sử dụng. Sản phẩm thì anh em có thể nhìn thấy chữ Italy ở đây. Đấy, của thương hiệu Ecomica họ làm rất tốt. Dung dịch tẩy rửa khoang động cơ của thương hiệu Ecomica. Và sản phẩm này thì có mã vạch luôn. Đấy, để cho anh em chúng ta sử dụng. Nếu mà anh em nào chúng ta chuyên tẩy rửa động cơ khoang máy, ô tô cũng như là xe máy, tẩy rửa dầu mỡ, thì chúng ta có thể đặt mua cái can 1 lít và can 5 lít, can 22 lít để trải nghiệm. Sản phẩm này thì tôi như tôi vừa nói là 1 lít pha 5 lít nước và tối đa là 10 lít nước. Nhưng mà chúng ta chỉ nên dùng khoảng 5 lít để đạt được cái hiệu quả tốt nhất anh em nhé. Rồi, thì nếu mà anh em nào chúng ta có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ với cả bên mình thôi. Sản phẩm này ship đến tận nhà cho tất cả anh em. Nếu mà chúng ta dùng ổn thì lấy can 5 lít hoặc lấy can 22 lít thì giá nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Đấy. Sản phẩm này thì chưa bao ship. Thì miền Bắc nó sẽ rơi vào tầm khoảng Hà Nội thì khoảng 30.000, miền Bắc khoảng tầm 50.000 tiền ship. Còn nếu mà miền Trung thì nó rơi vào tầm khoảng 60-70.000. Còn miền Nam thì nó rơi vào tầm khoảng 90.000. Đấy là với can 1 lít anh em nhé. Còn với can 5 lít thì giá nó sẽ khác, và can 22 lít thì giá sẽ khác. Bảng giá cập nhật vào ngày hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2022. Sau này nếu mà giá có tăng lên do tình hình nguyên liệu, hoặc là do lạm phát, hoặc là do vận chuyển thì chúng ta tính sau. Còn giá thời điểm hiện tại đang rất là đẹp để cho anh em chúng ta đặt mua và sử dụng. Anh em nào chúng ta làm thợ rửa xe, dọn nội thất, ngoại thất, anh em nào chúng ta làm thợ sửa chữa, không nên bỏ qua cái sản phẩm này. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhtri.com hoặc là minhtrimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí. Thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên máy móc Minh Trí thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên máy móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ máy móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.